Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Lê Văn Lực của tôi. Đây là kênh mà chia sẻ các cái cách để kiếm tiền online, các cái bí kíp làm giàu và một số các cái mẹo thủ thuật khác. Những bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là ba cái lý do chúng ta nên tham gia kiếm tiền với SR1. Đấy, thì trong một số các cái video trước thì các bạn có thể xem lại ở đây là mình làm một số các video nói về cái dự án kiếm tiền tỷ với SR1 chỉ với là 319.000 đồng và cái cách để chúng ta đăng ký một cái tài khoản ở trên cái trang web này để kiếm tiền. Và cái video đây là giới thiệu với các bạn ba cái lý do là chúng ta nên tham gia với cái trang web này. Cái lý do thứ nhất, đây là cái hệ thống kinh doanh rất là đơn giản, chỉ với 290.000 thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là tất cả các cái sản phẩm ở trên này hay là các cái combo sản phẩm ở trên này đều có giá là 290.000 đồng cả. Đấy, trong này tất cả là đều như thế. Đây là cái trang web chính thức của chương trình. Thì bán một số các cái sản phẩm chủ đạo, một số cái sản phẩm đang hot theo cái xu hướng hiện nay. Đấy. Đấy, chúng ta thấy rằng là chúng ta mua một cái đơn hàng 290.000 Việt Nam đồng qua cái người giới thiệu thì chúng ta sẽ được quyền trở thành một cái cộng tác viên để kiếm tiền với cái chương trình này. Tức là khi chúng ta lên đây chúng ta mua thì chúng ta phải có cái link của người giới thiệu, đặc biệt là có cái link của tôi thì các bạn mới trở thành một người cộng tác viên được. Còn không, chúng ta sẽ không thể trở thành một người cộng tác viên mà chúng ta cũng sẽ không mua hàng được. Đấy, nếu chúng ta không có cái link người giới thiệu của tôi. Nhưng mà khi mà chúng ta mua qua cái link đấy thì hiển nhiên chúng ta đã trở thành một người cộng tác viên rồi. Đấy. Như vậy là chúng ta chỉ khởi nghiệp có mỗi 290.000 đồng thôi. Thì chúng ta sẽ được một cái hệ thống kinh doanh online theo cái chương trình của nhà phát triển. Và cái bước thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu 5 người mua cái đơn hàng cũng 290.000 giống như chúng ta. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ cùng tham gia các hoạt động trong các cái nhóm hỗ trợ của nhóm này, của công ty, các cái chương trình hội thảo hay là các cái video hướng dẫn của tôi. Và thứ tư là chúng ta sẽ hỗ trợ 5 người bạn của mình, mỗi người cùng giới thiệu ra 5 người mua hàng giống như chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi du lịch cùng với đội nhóm khi mà chúng ta đạt được cái hệ thống và cái tiền từ cái hệ thống mà mang lại cho chúng ta. Vậy thì cái cách này, cái hệ thống làm theo như thế này thì ta thấy là rất là đơn giản, đúng không? Chỉ với 290.000 đồng thôi, đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Không có một cái ngành nghề nào mà tự nhiên với cái giá lại bỏ ra lại đơn giản mà nhỏ đến như vậy. Chúng ta thấy là các cái ngành nghề kinh doanh khác phải đưa ra một cái số vốn rất là lớn, tầm từ 10 triệu, 20 triệu trở lên, nhưng mà đối với cái lĩnh vực này lại rất ít. Tuy nhiên thì nó lại mang lại cho chúng ta một cái lợi nhuận cực kỳ là khổng lồ. Đấy, đến 114 tỷ. Và đấy là cái lý do thứ nhất. Và cái lý do thứ hai là chúng ta thấy là đây là một cái sản phẩm rất là chất lượng và cái nhu cầu lớn hiện nay là nhiều người đang dùng. Vì đây là cái sản phẩm rất chất lượng, tất cả các cái sản phẩm ở trên này đều được kiểm định chất lượng sản phẩm, có cái giấy phép lưu hành từ nhà sản xuất, rồi được xuất hóa đơn VAT, đóng thuế cho nhà nước. Tức là SR1 cam kết là tất cả các cái sản phẩm đăng tải trên website này đều là những cái sản phẩm có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mọi cái trường hợp mà do lỗi của nhà sản xuất đều được SR1 đổi trả theo cái chính sách của SR1. Thì chúng ta có thể xem ở trên này. Đây, chúng ta có thể kéo xuống đây để chúng ta xem đây là các cái chính sách chung, từ chính sách vận chuyển hàng hóa, rồi chính sách bảo mật thông tin, rồi chính sách thanh toán, các cái chính sách ở đây. Một số các cái thông tin ở đây nêu rất là rõ ràng. Đấy, còn sản phẩm thì phải nói là rất uy tín và rất là tốt. Đấy, những cái sản phẩm thiết yếu với nhu cầu của cuộc sống và nhà nào cũng cần phải dùng những cái sản phẩm như thế này, và nó đang là cái xu hướng thiết yếu của mọi gia đình. Và cái lý do thứ ba đấy là cái cơ chế trả thưởng rất là thông minh, rất là tuyệt vời, mang lại cái nguồn thu nhập lớn cho cái người cộng tác viên, là cái người tiêu dùng.
Đấy. Thì bạn sẽ nhận được cái hoa hồng từ 80.000 cho đến 114 tỷ khi mà kết nối khách hàng mua sắm trên website. Đây là cái bảng mà tham khảo cái bảng hoa hồng ở đây. Đấy, chúng ta thấy là ở cái tầng 1 thì chúng ta sẽ kiếm được là giới thiệu 5 người thì chúng ta sẽ kiếm được là 400.000. Tầng 2 thì từ 5 người đấy người ta sẽ giới thiệu ra 25 người. Và chúng ta cũng sẽ hỗ trợ đến những người tầng dưới nữa vì chúng ta sẽ là có rất nhiều khách hàng không và chúng ta xây dựng lấp đầy các cái chỗ trống cho những cái tầng dưới của chúng ta. Thì đến tầng thứ 10 chúng ta kiếm được 91 tỷ và tổng thu nhập từ tầng 1 đến tầng 10 là chúng ta sẽ kiếm được 114 tỷ 746 triệu 300 435 nghìn. Đấy. Rất là tuyệt vời. Thì đây là cái bảng minh họa cái hệ thống tích lũy mà tôi đã cho các bạn xem rồi. Đây, đây là cái ta thấy như thế là cái sức mạnh của cấp số nhân xây dựng được cái cơ chế trả thưởng rất tiện lợi cho người tiêu dùng. Đấy. Và ngoài ra thì chúng ta thấy là ngoài cái cơ chế trả thưởng đấy thì chúng ta còn được một cái phần thưởng nữa. Là thường là khi mà chúng ta đạt cái mức là VIP 1 thì chúng ta sẽ được là iPhone tặng thưởng một cái iPhone 11 này. Thời gian từ mùng 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 8. Nếu chúng ta đạt được cái chỉ tiêu thì chỉ tiêu ở trên cái phần này. iPhone S1 đây là ở tầng thứ 8 này. Đấy. Còn VIP 2 là SH125i. Đây rất là tuyệt lời kiệt tác của phong cách thời thượng và cái VIP thứ ba chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ được tặng thưởng một cái xe Mazda 3. Đây chúng ta thấy đây là cái niềm mơ ước của rất nhiều người và ở cái VIP thứ tư thì chúng ta sẽ được là tặng thưởng một cái xe Mazda 6 và cái VIP thứ năm là chúng ta sẽ được tặng thưởng một cái Mazda CX-8 cộng với một cái căn hộ 4 tỷ. Đấy, chúng ta thấy đây là cái một cái chương trình mà tôi thấy là nó rất là thành công, rất là tuyệt vời mà nhiều người đã làm và đang trên cái đà thành công như thế này rồi, nhiều người người ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Và với chỉ cái mức ban đầu là chúng ta chỉ có bỏ ra mua một cái bộ sản phẩm, chúng ta không phải mất tiền, mất gì nhiều mà ta mua về đây là dùng cho cá nhân của ta thôi. Ta vừa được dùng, ta lại vừa được cái lợi ích là kiếm tiền trên cái lĩnh vực này. Đấy là một cái chương trình cực kỳ hay. Vậy thì đây chính là ba cái lý do mà ta nên tham gia với cái này ngay. Đấy. Bạn nào mà còn chưa đăng ký, chưa tham gia thì các bạn hãy đăng ký ngay một cái tài khoản theo cái đường link mà tôi để dưới cái phần mô tả của video hoặc là liên hệ với tôi qua cái số điện thoại thì tôi để dưới cái phần mô tả đấy. Thì tôi sẽ gửi cho các bạn một cái link và một cái nhóm để chúng ta tham gia vào để chúng ta cùng nhau hỗ trợ kiếm tiền với cái hình thức này. Để ta chúng ta cùng xây dựng một cái đội nhóm, một cái hệ thống vững mạnh để cùng nhau đạt tới cái sự thành công. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta đã đăng ký thành công, tạo được một cái tài khoản và rồi thì chúng ta sẽ vào cái thông tin của chúng ta đây, bảng điều khiển chúng ta lấy cái link để chúng ta đi chia sẻ nhé. Đây là cái link để chúng ta đi chia sẻ này. Sao chép đường link giới thiệu đây, chúng ta sao chép để chúng ta giới thiệu cho những người khác. Khi mà người ta đăng ký dưới chúng ta thì chúng ta sẽ được cái khoản hoa hồng và chúng ta sẽ xây dựng cái mạng lưới từ đó. Và cuối cùng xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn trong những hệ thống của chúng tôi. Còn nếu các bạn có những cái điều gì băn khoăn thắc mắc thì các bạn có thể để lại những cái lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ hỗ trợ hướng dẫn các bạn trong cái thời gian sớm nhất.